Manchester United đã giành chiến thắng xít sao 1-0 trước Wolves ở vòng 1 Premier League nhờ bàn thắng ở hiệp 2 của trung vệ Raphael Varane. Điều đáng nói là, Quỷ Đỏ may mắn thoát khỏi một quả phạt đền ở phút bù giờ của trận đấu, khi thủ thành Andre Onana đã phạm lỗi với Saša Kalajic trong vòng cấm. Các pha quay lại cho thấy rõ ràng rằng Onana, trong trận ra mắt ở Premier League, đã đấm không trúng bóng khi cố gắng cản phá quả tạt của Pedro Neto bên cánh phải, thay vào đó thủ thành người Cameroon đấm trúng tiền đạo của Úc. Trọng tài Simon Hooper đã gạt đi những phản đối trên sân, trước khi trọng tài Stockley Park kiểm tra bằng công nghệ video hỗ trợ trọng tài, và tuy nhiên, thay vì yêu cầu Hooper xem lại vụ việc trên màn hình trên sân, quyết định ban đầu của trọng tài người Anh vẫn được giữ nguyên, khiến huấn luyện viên của Úc là Gary O'Neill vô cùng thất vọng. Phát biểu ngay sau trận thua, O'Neill cho biết ông John Moss, trưởng ban trọng tài Premier League, đã thừa nhận rằng lẽ ra Úc phải được hưởng một quả phạt đền trong tình huống phạm lỗi của Onana. Chúng tôi vừa nói chuyện với John Moss và ông ấy đã thẳng thắn xin lỗi và nói rằng đó là một quả phạt đền quá rõ ràng, cần phải được quyết định nhanh chóng từ trọng tài điều khiển trận đấu, huấn luyện viên O'Neill chia sẻ. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, cả ba trọng tài điều khiến trận đấu giữa Manchester United và Úc đã bị loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở các trận cầu đỉnh cao vào cuối tuần này.